Xin mến chào cô chú anh chị quay lại kênh mua bán Tiền Giang. Hiện tại Xem đang có mặt tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ 2m này để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một căn nhà có diện tích là ngang 8m rưỡi, sâu vào là 37m. Nhà này full thổ cư luôn nha cô chú anh chị, giá chỉ có 800 triệu à. Đây từ nha cổng gầm màu xanh ha. Rồi mình đi ngang qua phía bên đây, ngay hết mấy xanh đó là 8m rưỡi, sâu vào 37m, full thổ cư, giá chủ kêu là 800 triệu. Từ cái vị trí ngay nhà mình ra ngoài đường hướng này là ra đường tỉnh lộ 864 nha, khoảng cách của nó là 2 cây số là tới. Còn đây là con đường liên ấp đó, đây là mình dài xuống kia xuống với ấp Phú Quế gì đó. Đây để mình bước vào trong nhà cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Đây mình đi cái phía sau này rồi bắt đầu mình hoành qua cái phía trước bên kia. Đó, đây ngôi nhà của mình đây ha. Có ốp gạch lên 1m8 rồi. Cũng bên trong cũng có đóng la phong rồi hết luôn rồi. Đây là quay ra phía mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền ngôi nhà mình xây về hướng Bắc nha, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Đó, đây là cũng ốp gạch hết rồi. Đó, do nhà này thiết kế kiểu gì cũng hơi lạ lạ. Đó, đây là một phòng. Đó, để mình xây qua phía bên nhà cái bên đây. Đó, đây một phòng nữa. Là hai phòng, phòng này rộng rãi lắm nha cô chú anh chị. Đó, rất là rộng luôn. Ốp gạch 1m8. Tên nó phong đầy đủ ở dưới lốp gạch hết rồi. Còn đây là phòng khách của mình đây. Từ cái vị trí đất mình, nhà mình mà ra tới xã Phú Phong là khoảng 2,5 cây số. Cũng từ đây về tới thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang từ 15 cho đến 17 cây số. Còn nếu anh chị nào ở bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, mình về tới ngôi nhà này là khoảng 75 cây số. Đó đây ha. Đây là toilet, phòng vệ sinh. Đó là mình đi về phía căn nhà trước nha. Đây là phía mặt tiền hồi nãy nè, phía sau. Giờ mình sẽ đi ra phía sau nữa. Đó, đây là phía sau của mình. Đó, thiết kế hơi xưa một chút, full thổ cư, giá chỉ có 800 triệu. Đó, nhà thiết kế sao mà bật lên bật xuống tùm lum hết trơn,
Ra phía sau có nở hậu nha cô chú anh chị. Ngang theo đường lộ đan 2m là 8,5m và có chiều sâu vào 37m. Phía sau có nở hậu. Hiện tại chủ kêu bán là 800 triệu. 800 triệu hết luôn ngôi nhà này nha, ngôi nhà này full thổ cư nha. Rồi cô chú anh chị nào thấy phù hợp với cái ngôi nhà này thì có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 0978 948 968. Xem sẽ dẫn cô chú anh chị đến xem ngôi nhà này. Giá này cũng hợp lý nha. So ra mình thấy nó hơi mềm luôn đó chứ. Đó. Cảnh view sông luôn. Rồi ha. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo.